xuống á, cho ghe tới đó. Có ghe chưa? Ghe vô chưa? Ghe đang vô đó. Tại vì ghe lúc nãy giờ bọn đang đi tìm. Đó, ghe đang vô đó. Mọi người dòi đèn đi cho ghe thấy. Chị đang bán nè mình. Chích ra đi, họ đâm đứt. Đang vãi tay nè, anh thấy không? Chích ra họ đâm đứt. Đây nè, tới đây nè. Rọi đèn mọi người, rọi đèn. Ở trên cầu. Tới ngay chỗ nước. Dạ. Tới ngay chỗ nước anh nghe. Thôi mọi người đừng có trách em Phương Nguyện nữa. Em Phương Nguyện cũng là mạnh thường quân của Huệ đó. Nhưng mà có lẽ là em Phương Nguyện hiểu sai ý của Huệ thôi. Vì thật sự á, nếu như khi á, mà chưa biết, chưa có ai. Rồi, nói rồi anh. Khi mà chưa có một ai nhìn thấy bé nhảy thì lúc nào trong thâm tâm của Huệ cũng mong muốn rằng bé còn sống. Chứ không có một lời nói nào của Huệ là khẳng định là bé chưa nhảy cả. Nhưng mà khi mà không có tận mắt người nào nhìn thấy bé nhảy thì trong tâm Huệ lúc nào Huệ cũng hy vọng là lúc bé sẽ quay về và bé còn sống. Nhưng mà tất cả là tùy duyên thôi. Nếu như cái số của bé tới đó rồi á, thì Huệ có mong muốn cũng không được. Nên là mọi người á, đừng có, chắc có lẽ là em Phương Nguyện hiểu sai ý từ của Huệ thôi. Nên mọi người đừng có trách em Phương Nguyện này nha. Em Phương Nguyện cũng là một người rất là tốt tâm, tốt tính. Em Phương Nguyện cũng là đi tu á, anh tu tại gia. Nên là em tâm em ấy rất là tốt. Bây giờ mọi người đang chờ ghe đến cái chỗ mà cô bé này chỉ điểm là xác em Huân nội nha mọi người. Nên là mọi người theo dõi like giúp về. Như nào từ từ nó xe nó vô đó một thành đó, ghe vô đó một thành đó, không coi nè, ghe vô đó một thành đó. Ngay đang vô đó tình ra đó, ngay chỗ này là ngay chỗ bấm đèn luôn á. Mô Phật lên đi con ơi. Lên đi con, con linh thiêng cho mọi người thấy đi con. Con linh thiêng. Kính nè, kính nè, lần âm mà. Nãy có người cắm cờ lần âm giữa sông mà. Ờ, chị có nói gì không? Không để ý đâu, chị không thấy. Chị không, tại vì trường hợp của con bé là chị không có theo dõi nên chị không có biết. Chị quan tâm tới trường hợp của em Hung này nên là mọi việc là chị lo việc trên cầu cho em Hung thôi, nên chị không để ý được là ai cắm cờ dưới đó để cứu bé nữa. Nên hy vọng thôi con ơi, lên đi Hung. Trời ơi, cả ngày đi là chị đứng nắng nôi với em rồi đó. Em lên đi em, bây giờ có người trợ lực cho em nè. Có một người tùy duyên người ta trợ lực cho em nè, em lên đi. Thành ơi, chỗ đèn ơi, Thành ơi. Ừ, thì không tắt like đâu. Mọi người. Đang nghe đang vô đó hả? Nghe vô đó kìa. Hy vọng là tìm thấy con. Huân ơi, lên đi con ơi. Thì có linh thiêng, thì có thật sự nếu mà con bé nó mất rồi á, linh thiêng cho hai đứa nó lên luôn. Không lên được hả? Đúng chưa? Đúng rồi, ở đó đi vô, đúng rồi đó. Chỗ đó thuyền đi vô là ngay chỗ mình đứng đó, ngay dưới chân mình đó. Ngay dưới chân mình ở dưới đó, đang dưới chân mình đó, thuyền đang đi vô dưới chân mình đó.